Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ dùng ống hút để làm chong chóng quay. Giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nha. Trước tiên, bạn chuẩn bị một số ống hút nhựa. Sau đó, dùng kéo cắt 3 đoạn ngắn khác nhau. Sau đó, hãy gấp ống hút và cắt chéo hai bên để tạo ra lỗ nhỏ. Chúng ta làm tương tự với một đoạn ống hút khác nữa. Dùng đoạn ống hút còn lại xuyên qua hai ống hút vừa cắt. Tiếp tục xỏ ống hút màu tím qua lỗ của ống hút màu xanh. Đo và cắt các ống hút đều nhau. Bước tiếp theo vô cùng quan trọng, cắt chéo các đầu ống hút theo một hướng nhất định. Dùng đinh nhọn tạo một lỗ ở giữa các ống hút. Lấy một que thép nhỏ để làm trục của chong chóng. Tiếp đến, dùng ống hút nhỏ hơn để giữ chong chóng cố định một vị trí. Uốn cong thanh thép và dùng ống hút khác để làm ống thổi. Dùng băng dính để dán cố định thanh thép vào ống. Và đây là thành quả chúng ta có. Nếu các bạn thấy hay, like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.